Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái loạt bài về Android Customize, ở bài trước thì mình đã giới thiệu và chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta thực hiện custom font, một cái tích view trong Android. Thì hôm nay sẽ là bài tiếp theo trong cái loạt bài về Android Customize này, đó là cách mà chúng ta sẽ custom một cái bút tùm. Đây chính là một cái tutorial mình đã chuẩn bị từ trước. Thì đây là một số những cái dạng custom của cái bút tùm mà các bạn hay gặp trong các dự án. Đây, đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta custom được những cái bút tùm như thế này thì mời các bạn đến với cái tutorial ngày hôm nay. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một project trong Android. Ở đây mình đã tạo rồi và mình đặt tên là Custom Bút Tùm Example. Chúng ta hãy cùng thiết kế và custom những cái bút tùm giống như cái tutorial mà mình đã chuẩn bị ở đây. Ok. Đầu tiên thì ở đây thì do có khá nhiều bút tùm cho nên là mình sẽ sử dụng một cái school view. Rồi. Đây, mình sẽ khai báo một thằng linear layout. Mình để cái thằng này là mask parent, wrap content và cái orientation của nó là vertical. Rồi mình sẽ xóa một số cái nó không cần thiết đi. Ok. Thì tại sao mà chúng ta cần phải custom một cái bút tùm trong Android? Bởi vì cái control mặc định, cái bút tùm mặc định của Android nó cung cấp cho chúng ta ấy, thì cái giao diện nó không được đẹp cho lắm. Đây, mình cũng sẽ ví dụ luôn. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái bút tùm như thế này. Mình sẽ để cái width của nó là mask parent, còn height của nó là wrap content. Ở đây mình sẽ set tick cho thằng này đó là bút tùm 1 như thế này. Đây, các bạn, đây mình thực hiện một cái padding 10 dB. Đó, thì đây là một cái bút tùm mặc định trong Android. Thì các bạn nhìn thấy rằng là cái giao diện của nó không được đẹp cho lắm. Chính vì vậy là chúng ta cần phải custom những cái bút tùm như thế này. Ok, thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái cách custom, từng lần lượt từng cái bút tùm mà mình đã chuẩn bị trong cái tutorial này. Đầu tiên là một login bằng Facebook như thế này. Thì để custom một cái bút tùm ấy, thì có một giải pháp mà các bạn có thể sử dụng, đó là các bạn chuẩn bị một cái ảnh mà các bạn cắt ra từ cái file design. Sau đó chúng ta sẽ set background cho cái bút tùm ở trong file XML này. Mình ví dụ như ở đây, mình đã chuẩn bị một cái ảnh login with Facebook như này. Đây nó là một cái bút tùm mà mình chuẩn bị từ file design. Mình sẽ copy cái thằng này. Đây, mình sẽ copy cái thằng này vào trong thư mục drawable. Đây, mình đặt tên là image Facebook như này. Ok. Rồi mình sẽ khai báo một cái bút tùm. Một cái bút tùm mình để là mask parent wrap content và cho thằng này đó là, đây, các bạn nhìn thấy đây. Đó, thì đây cũng là một cái cách, giải pháp để chúng ta có thể custom một cái bút tùm trong Android. Tuy nhiên là cái cách này mà thường thì chúng ta sẽ ít sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy rằng trên màn hình Android nó có rất nhiều kích thước khác nhau. Chính vì vậy khi mà các bạn set background một cái ảnh cho một cái bút tùm như thế này thì nó có thể bị méo. Đây, các bạn nhìn thấy cái ảnh mình chuẩn bị đây, so với lại cái bút tùm ở đây thì nhìn nó khá là xấu như thế này. Đó. Tuy nhiên đây cũng là một giải pháp khá là hay. Nếu như trong file design mà các bạn chuẩn bị được những cái file bút tùm nó đủ một số cái kích thước màn hình ấy, thì các bạn có thể dùng giải pháp là các bạn set background cho cái bút tùm như thế này. Ok. Đó là cái bút tùm thứ nhất. Bút tùm thứ hai, đây các bạn nhìn thấy nó là một cái bút tùm hình vuông và nó có màu, nó là màu da cam như thế này. Thì chúng ta sẽ custom nó như thế nào. Đây, mình sẽ đây mask 10 dB như thế này, trông cho nó, nhìn cho nó đẹp. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện một cái bút tùm. Ở đây mình sẽ để là mask parent wrap content. Text thì mình sẽ set ở đây. Đây các bạn thấy nó là bút tùm 1 này. Ở đây mình sẽ đổi thành là bút tùm này. Text ở đây mình sẽ set thành bút tùm 1. Margin top mình sẽ để là 10 dB. Đây. Thì để các bạn có được một cái bút tùm có background như thế này thì các bạn sử dụng một cách đơn giản, đó là các bạn set background cho nó thôi. Đây, set background. Và các bạn truyền cái color mà các bạn muốn custom ở đây. Thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái page mà nó material design. Nó cung cấp cho chúng ta những cái template màu khá là đẹp. Thì cái link của cái trang này mình sẽ gắn dưới phần mô tả của video để các bạn có thể tham khảo. Ví dụ ở đây mình muốn có một cái bút tùm hình màu
da cam như thế này thì các bạn kích vào đây. Đó, thì các bạn chỉ cần kích chuột vào đây là nó đã tự động copy cái mã màu của cái màu mà các bạn chọn ở đây rồi. Đó, rất là tiện của cái trang này. Đây mình ví dụ như background mình set màu như thế này. Ok. Đây, text color thì mình sẽ để là màu trắng. Ok. Vậy là chúng ta đã có một cái button có màu da cam và nó là hình chữ nhật như thế này. Đó chính là cái button đầu tiên. Rất là đơn giản thôi. Ok. Button thứ hai các bạn nhìn thấy ở đây nó có một đặc điểm, đó là nó có background là màu đỏ. Nó có bo góc ở bốn góc như thế này và nó có một cái đường border màu trắng như thế này, thì chúng ta sẽ thực hiện custom như thế nào. Ok. Đầu tiên thì các bạn mở cho mình cái cấu trúc thư mục của project, thì các bạn chọn cho mình là project như thế này. Các bạn mở project ra. Chúng ta chọn app này, chọn resource, chọn main, red. Đây. Thì các bạn bình thường là chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các thư mục drawable tương ứng với các cái kích thước màn hình đúng không? Thì ở đây các bạn những cái file custom button được chúng ta sẽ để trong thư mục drawable. Thì các bạn chỉ cần ấn chuột phải vào đây, các bạn chọn new và các bạn chọn drawable resource file. Đó. Thì ở đây các bạn đầu tiên là các bạn đặt tên file. Mình ví dụ như ở đây đó là cái button thứ hai đúng không? Mình sẽ đặt tên đó là custom button 2. Đây mình đặt tên nhanh như thế này. Thì tùy thuộc vào cái tên cũng như là cái mục đích mà các bạn custom thì các bạn có thể đặt tên khác. Ở đây mình đặt tên nhanh như này thôi. Tiếp theo, đây là cái file tên của file. Tiếp theo là cái root element này thì các bạn chọn cho mình cái gì? Đây, các bạn có thể ấn control cách như này, nó ra rất nhiều những cái gợi ý cho các bạn. Thì cái mà chúng ta sẽ lựa chọn đó là cái shape như thế này. Đó, và các bạn ấn ok. Rồi, chúng ta đã có một cái shape có thẻ đóng và có thẻ mở như thế này. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái, đó chính là solid. Đây, các bạn khai báo bằng cách là chúng ta ấn ngoặc một cái ngoặc nhọn này. Sau đó các bạn gõ solid, các bạn ấn control cách, nó sẽ gợi ý cho chúng ta. Rồi, các bạn có thể đóng cái thẻ này như thế này. Ok. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một thuộc tính đó là Android Color. Thì đây chính là cái màu nền của cái layout mà chúng ta custom. Mình ví dụ như ở đây đó là cái button thứ hai nó màu đỏ đúng không? Thì chúng ta sẽ copy một cái mã màu đỏ. Đây, chúng ta sẽ copy màu đỏ này và chúng ta sẽ cho vào trong cái solid này. Đó, thì các bạn thấy không? Ngay khi mà các bạn viết code ở bên này thì cái file layout để chúng ta custom một cái button nó sẽ hiện ở bên này luôn. Đây, một cái màu đỏ này. Tiếp theo là cái button này nó có bo góc ở bốn góc. Cũng như là có viền trắng như thế này. Thì đầu tiên là cái bo góc này thì các bạn sẽ khai báo cho mình là cái corner. Đây các bạn ấn suộc như thế này, nó sẽ tự đóng cái thẻ corner. Sau đó các bạn khai báo cái Android radius và các bạn set cái radius ở đây, mình ví dụ như là 10 dp. Đây. Đó. Thì 10 dp này chính là cái bo góc của cái layout này. Rồi, tiếp theo là đến phần viền màu trắng thì các bạn khai báo một cái đó là cái stock như thế này. Đây, các bạn đóng như thế này. Trong thẻ stock này thì chúng ta sẽ có width, chính là cái kích thước của cái đường viền. Ở đây mình sẽ để là 2 dp. Rồi, tiếp theo sẽ là màu của cái viền thì mình sẽ để là màu trắng. Ok. Đây các bạn nhìn thấy không? Ở đây chính là nó đã bo góc cho chúng ta rồi này. Đó. Rồi, thì rất đơn giản thôi. Các bạn để ý cho mình là cái file custom của cái button thứ hai như thế này, nó sẽ có màu nền là màu đỏ qua cái thẻ solid, bo góc qua cái thẻ corner và viền qua cái thẻ stock như thế này. Rồi, chúng ta sẽ thử set cái XML này cho cái button của chúng ta xem sao. Đây, mình sẽ copy cái button này. Đây, mình sẽ đặt cái button này, đó là button 2. Và background ở đây thì thay vì set màu trực tiếp như này thì mình sẽ sử dụng một cái drawable và mình custom button 2. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì để các bạn nhìn rõ cái đường viền của nó thì mình sẽ set background cho cái thằng cha này. Đây, làm màu như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây, chúng ta đã có được một cái button nền là màu đỏ này, bo góc bốn góc và có viền là màu trắng. Rồi. Vậy là xong cái button thứ hai. Cái button thứ ba thì các bạn để ý cho mình là ở hai bên trái và bên phải của cái button này, màu nó hơi nhạt hơn so với màu ở giữa của button, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thì làm thế nào để chúng ta custom như thế này? Ok.
Thì chúng ta sẽ vào Drawable này, chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Đây, mình sẽ đặt tên nó là Custom Bottom 3. Đây, các bạn là sẽ chọn cái shape như này. Ok. Thì các bạn để ý cho mình này. Đầu tiên thì cái bottom này nó cũng được bo góc ở xung quanh. Chính vì vậy là chúng ta sẽ sử dụng một cái thẻ đó là corner. Đây, corner, đóng thẻ này. Các bạn khai báo Android Radius 10 dB. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn hãy chọn cho mình một cái background. Ở đây thì mình chọn cái màu, màu hơi hơi màu xanh, xanh dương như thế này. Đây, các bạn kích vào đây. Đây, thì đầu tiên ấy thì các bạn chọn cho mình một cái màu đậm hơn. Đây, màu đậm hơn này. Mình sẽ copy màu đậm hơn này. Chúng ta sẽ khai báo một cái thẻ, đó chính là Guardian. Đây, các bạn gõ Guardian, nó tự gợi ý cho chúng ta. Các bạn đóng cái thẻ này. Thì trong cái này thì các bạn ấn Ctrl cách thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta rất nhiều các thuộc tính để các bạn có thể custom. Thì các bạn để ý cho mình cái thuộc tính thứ nhất, đó chính là Center Color. Center Color chính là cái màu ở giữa cái bottom này. Thì các bạn sẽ chọn một cái màu, nó có màu đậm hơn một chút. Đây, màu đậm hơn đây. Đó. Thì mình sẽ set cái mã màu vào đây. Rồi, đây các bạn nhìn thấy không? Đó, cái màu này là cái màu ở giữa này. Tiếp theo là cái màu ở bên bên trái và màu ở bên bên phải thì sẽ là một cái màu nhạt hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính đó chính là Start Color. Đây, mình sẽ dùng một cái màu nhạt hơn như thế này. Đó, mình set vào đây. Tương tự, đó là End Color. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì khi mà chúng ta sử dụng cái Guardian như thế này và chúng ta set ba cái thuộc tính Center Color, Start Color cũng như là End Color thì chúng ta sẽ có một cái background của cái bottom mà chúng ta muốn custom giống như cái bottom 3. Đây, chúng ta sẽ thử khai báo cái bottom 3 này. Đây, mình sẽ đặt tên nó là bottom 3 và cái này chúng ta sẽ thay tên. Đây, đó chính là file 3. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó, vừa bo góc và vừa có cái màu nền nó đậm ở giữa và nó nhạt ở hai xung quanh như thế này. Ok, rất là đơn giản. Rồi, đến cái bottom thứ tư thì các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng là một cái bottom, nó có màu nền là màu tím. Tuy nhiên là cái, các bạn nhìn thấy không, nó giống như là một cái, nó tròn như thế này. Thì cái, với cái logic hiện tại thì chúng ta chỉ cần set màu nền cho cái này là màu tím và cái góc bo cho cái này đó là một cái độ đo để cho nó có một cái vòng tròn như này thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng tạo ra một cái file tiếp theo. Đây, mình sẽ đặt tên nó là Custom Bottom 4. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ khai báo một cái solid. À sorry các bạn, ở đây thì mình chọn cái selector. Chúng ta sẽ chọn cái mà chúng ta sẽ chọn, đó chính là shape. Đó. Solid này, các bạn đóng này. Color. Thì các bạn ở đây nó là màu màu tím thì mình sẽ chọn màu tím ở đây. Đó, mình sẽ copy cái màu tím ở đây. Rồi. Tiếp theo là cái bo. Cái bo thì cái chúng ta sử dụng cái corner như thế này. Rồi. Thì ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái radius nó to hơn một chút. Ở những cái file, những cái bottom trước thì chúng ta đã chọn cái radius đó là 10 dB. Tuy nhiên ở cái bottom này các bạn muốn bo tròn ở góc như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái độ radius nó lớn hơn, ví dụ như là 30 dB. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, chúng ta sẽ thử khai báo một cái bottom thứ tư. Đây, chúng ta sẽ khai báo cái file thứ tư. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái bottom thứ tư và nó có bo tròn ở đầu như thế này. Nhìn rất là đẹp. Ok. Tiếp theo, ở đây là chúng ta có một cái bottom hình tròn như thế này. Và có một dấu cộng ở đây. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể custom được một cái bottom hình tròn như thế này? Đầu tiên thì các bạn vẫn chuột phải vào đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái drawable. Mình sẽ đặt tên đó là Cycle Bottom. Ok, thì các bạn vẫn chọn cho mình cái shape như này. Đó, nó chính là một cái khối. Rồi, đầu tiên ý, thì các bạn để ý cho mình là cái bottom này nó vẫn có màu nền, nó là màu màu vàng đúng không? Vậy chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái thuộc tính đó chính là Solid để chúng ta set màu màu nền. Đây, chúng ta sẽ lấy một cái màu, ví dụ như màu vàng đây chẳng hạn. Mình sẽ copy cái này. Ok.
Rồi, tuy nhiên là cái shape này này thì như những cái file custom khác ấy, đây các bạn để ý cho mình là cái shape này chúng ta không khai báo một cái thuộc tính gì cả, thì mặc định của nó sẽ chính là rectangle, tức là một cái hình chữ nhật. Còn nếu như mà các bạn muốn, đây các bạn muốn cái button custom của chúng ta làm một cái hình tròn như thế này, thì chúng ta sẽ phải khai báo một cái thuộc tính ở cái thằng shape này. Đây các bạn có Android shape ở đây, thì các bạn control cách là chúng ta sẽ gợi ý cho chúng ta rất nhiều những cái dạng shape như thế này, thì chúng ta chọn xem là oval đó. Ok, thì sau khi mà các bạn chọn shape này rồi thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính, đó là gì? Đó chính là, đây các bạn gõ size ở đây, thì các bạn sẽ khai báo cái thuộc tính width, mình ví dụ như là 50 dp. Rồi tiếp theo đó là hết, mình cũng để là 50 dp đó. Vậy là mình đã có được một cái hình màu tròn, hình tròn và có màu, đó là màu vàng như thế này. Ok, nếu như mà các bạn muốn có viền, ví dụ như mình ví dụ ở đây cái button này là có một viền trắng chẳng hạn, thì chúng ta lại sử dụng một cái thuộc tính mà mình đã giới thiệu cho các bạn, đó chính là stock. Đây width này mình sẽ để là 2 dp và cái color mình sẽ để là màu trắng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây, mình sẽ thử khai báo cái button này. Ở đây mình sẽ khai báo một cái button, mình ví dụ như ở đây mình để cái width của nó là 50 dp. Rồi. Và mình sẽ set cái background, đó chính là cái circle button như này. Đó, text thì mình sẽ để là dấu cộng. Ok. Đây mình sẽ chỉnh sửa một chút cho nó ra giữa. Ở đây mình sẽ để là center horizontal. Ok, đây các bạn nhìn thấy này, bên cạnh này là chúng ta đã có một cái button nó hình tròn, nó có viền trắng và có màu nền nó là màu vàng như này. Đó, ok, rất là đơn giản. Tiếp theo là cũng là một dạng button custom nữa mà các bạn gặp khá nhiều trong những cái dự án, đó chính là một cái button, tuy nhiên là nó có hai cái option. Option thứ nhất thì nó một màu như thế này và nó bo tròn ở bên trái. Option thứ hai thì nó có một màu khác và nó bo tròn ở bên phải như thế này, tuy nhiên là ở giữa nó có một vạch ngăn cách như thế này. Thì làm thế nào để chúng ta có thể custom được một cái button như thế này? Đây mình sẽ thực hiện luôn. Đầu tiên thì các bạn khai báo cho mình một cái file mới. Đây các bạn chọn là mình sẽ đặt đó là custom button 5. Cái này mình sẽ chọn là shape. Ok. Đó. Thì đầu tiên các bạn để ý cho mình rằng cái button này nó cũng có màu nền đúng không? Chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái thẻ, đó chính là solid để chúng ta set màu nền. Đây. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn một cái background đó là màu cam như thế này. Rồi. Tiếp theo, các bạn để ý cho mình là cái này nó có đặc biệt một chút rằng là nó chỉ bo góc ở bên trái và góc dưới ở bên phải như này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính đó là color. Đây. Tuy nhiên, các bạn không, đây các bạn control cách cho mình này. Thì bình thường là chúng ta sử dụng cái Android Radius, tức là nó sẽ bo tròn đều bốn góc luôn. Tuy nhiên ở đây các bạn để ý cho mình nó có những cái option khác. Đây, left, right như thế này. Mình ví dụ như cái button này nó chỉ bo ở bên trái và bên phải ở bên này thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính tương ứng, đó chính là top left radius, mình ví dụ như là 30 dp. Tiếp theo sẽ là, đây các bạn để ý ở góc bên này sẽ là gì? Bottom left. Đấy, radius mình sẽ để là 30 dp. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì ngay lập tức bên này, hai góc bên này thì nó sẽ không bo và nó sẽ bo góc ở bên top left và bên left bottom như thế này. Đó. Rồi. Tương tự như cái này, thì chúng ta sẽ làm ngược lại là chúng ta sẽ bo viền ở phía bên phải. Đó, mình sẽ copy cái thằng 5 này ra một cái thằng đó là 6. Rồi, mình sẽ set background cho nó là một màu hồng nhạt như thế này. Ok, cái này thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là right. Đây, đầu tiên nó sẽ là top right. Đây các bạn nhìn thấy góc top right đây. Tiếp theo sẽ là right bottom. Đây, bottom right, radius. Đó. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai cái file XML custom hai cái bottom. Bây giờ chúng ta sẽ
thiết kế giao diện. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái, đó chính là nhìn nhiên layout. Mình sẽ để là map parent wrap content. Cái orientation mình sẽ để là horizontal. Rồi. Ở đây thì mình sẽ khai báo hai cái bottom, ở đây mình sẽ cách cái thằng trên top của nó là 10 dp. Rồi. Ở đây mình khai báo hai cái bottom. Cái bottom thứ nhất thì các bạn để ý cho mình rằng cái layout này nó có hai bottom và cái nó chia đều khoảng cách 1:1 như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính đó chính là layout width để chúng ta thiết kế. Ở đây mình sẽ để là 0 dp, width mình sẽ để là 0 dp, hết mình sẽ để là wrap content và width của nó đây mình sẽ để là 1. Rồi tiếp theo là cái màu text thì mình sẽ để là màu trắng này. Ok, background đây các bạn, đây là một cái button này, chúng ta sẽ copy thêm một cái button nữa ở trong cái thằng Ninjaneo này. Đó các bạn nhìn thấy không? Khi mà các bạn để width như thế này thì nó sẽ chia cái button này thành hai phần bằng nhau. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ set background cho hai cái button này tương ứng với hai cái custom button 5 và custom button 6 mà chúng ta vừa thiết kế. Đây, chúng ta sẽ set background 5. Ok. Tương tự sẽ là cái này. 6. Đó. Vậy là chúng ta đã có, chúng ta cần set text. Đây. 5. Bottom 6. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Vậy là chúng ta đã có một cái bottom như thế này. Cái này thì để màu black thì sẽ nhìn rõ hơn. Đó, các bạn nhìn thấy. Ok. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn là những cách mà chúng ta sẽ custom một cái button, và chúng ta hoàn toàn chúng ta custom bằng cách là chúng ta sẽ thiết kế file XML ở trong thư mục drawable. Ok. Đó là một số những cái dạng mà button custom mà các bạn hay gặp nhất thì mình sẽ tổng hợp và mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Rồi, cuối cùng thì các bạn để ý cho mình. Ở đây mình có một cái button thứ 7 như này. Thì ở đây bình thường nó có background đó là một màu xanh lá cây như thế này. Tuy nhiên khi mà mình click vào cái button này, đây các bạn để ý này. Đó. Thì khi click thì cái button này nó sẽ có một background khác. Đó. Đây là một cái hiệu ứng để các bạn sử dụng khá nhiều với button trong các cái dự án thật. Đó là bình thường thì sử dụng một background, nhưng khi mà các bạn click vào thì nó sẽ có một background khác để cho người dùng nhận biết rằng người ta đã click vào cái button đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể custom một cái button như thế này? Thì mình sẽ giới thiệu trong phần cuối cùng này. Rồi, đầu tiên thì các bạn hãy kích chuột phải vào đây. Chúng ta hãy tạo ra một cái file drawable. Mình sẽ đặt tên đó chính là custom button pressed. Đây, tức là khi ấn, đúng không? Thì bình thường ấy thì các bạn sử dụng cái thằng shape, đúng không? Ở đây này. Tuy nhiên với cái thằng mà các bạn muốn có hai trạng thái của một cái button này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng selector này. Đây các bạn để nguyên như này và các bạn ấn ok. Rồi, ở đây nó đã cho chúng ta một cái thằng selector này. Thì ở trong cái selector này thì các bạn sẽ khai báo cho mình hai cái item. Đây các bạn mở ngoặc này, item. Đó các bạn đóng ngoặc như thế này. Đó. Thì cái item này các bạn khai báo cho mình một cái thuộc tính, đó chính là state bread. Ở đây cái thằng state bread này nó sẽ có hai trạng thái, đó là true false. Nếu như mà các bạn để false như thế này tức là trạng thái bình thường. Đó. Tiếp theo sẽ là một cái item khác. Ở đây mình sẽ để cái này, đó là true. Thì đây chính là cái trạng thái khi mà các bạn click vào cái button. Đây. Khi mà các bạn click này. Đó, mình sẽ comment ở đây cho nó dễ. Đó. Vậy là chúng ta có hai cái item ở trong một cái thằng selector. Item thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta chưa click và khi mà chúng ta click, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thiết kế cụ thể từng cái item một. Cái item thứ nhất đây, cái item thứ nhất thì các bạn thấy rằng nó có màu xanh lá cây và nó bo viền, thì chúng ta sẽ sử dụng một thằng, đó chính là thằng shape. Đó, đây là cái thằng mình đã giới thiệu cho các bạn từ đầu video đến bây giờ. Thì các bạn khai báo như thế này. Đó. Thì trong thằng shape này thì các bạn lại sử dụng những cái thuộc tính, mình ví dụ như là solid màu nền. Đầu tiên đó là màu nền nó màu xanh lá cây.
Đây mình sẽ copy thằng màu xanh lá cây này. Đây, Android color. Đó, màu xanh lá cây. Bo viền thì chúng ta sẽ sử dụng cái color corner như thế này. Đó. Mình sẽ sử dụng cái radius là 10 dB. Đó, vậy là mình đã xong cái thằng khi mà chưa click. Còn khi click đây các bạn để ý, đó mình sẽ set một cái màu nó nhạt hơn như thế này. Thì tương tự thì ở đây thì mình cũng sẽ khai báo một cái save. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái solid này. Color. Và ở đây mình sẽ chọn một cái màu nhạt hơn. Đây. Rồi, cũng có color luôn. Radius 10 dB. Rồi, chúng ta hãy vào cái file này để chúng ta sẽ thiết kế một cái button thứ 7. Chính là cái button cuối cùng. Đây. Mình sẽ set text cho này là button 7 này. Và press. Ok. Đó. Đây là cái button thứ 7 này. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử build cái tutorial chúng ta thực hiện custom từ đầu đến bây giờ, xem cái kết quả mà chúng ta thu được đó là gì. Ok. Rồi. Vậy là đã build xong. Đây nó đang install APK. Đây, các bạn để ý cho mình này. Đây là cái button mặc định khi mà chúng ta chưa custom, đúng không? Đây là một cái button mình set background từ một cái ảnh ở trong file drawable. Đây thì các bạn muốn cái button này nó đẹp ấy, thì các bạn phải có cái file ảnh. Đây, file ảnh này các bạn phải thiết kế đẹp và cái kích thước của nó phải phù hợp với màn hình. Đó, đó chính là cái hạn chế mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta dùng cái biện pháp mà chúng ta set background từ một cái ảnh như thế này. Còn những cái button mà chúng ta thực hiện custom bằng file XML ở bên dưới này thì nó rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy này. Đầu tiên là cái button thứ nhất, nó màu và nó không bo. Thứ hai là bo viền, bo bốn góc và có viền border, nó là màu trắng như thế này. Ok. Cái này thì ở giữa màu sẽ đậm này, hai bên màu sẽ nhạt. Cái này thì bo tròn ở hai đầu. Đây là một cái button màu tròn. Và đây là một cái control rất là hay sử dụng. Rồi, các bạn để ý cho mình cái button thứ 7 này. Bình thường nó sẽ hiện background nó là màu xanh lá cây, đúng không? Khi mà chúng ta click vào đây. Đó. Các bạn để ý không? Đó, nó sẽ có một màu khác như thế này. Thì đó chính là cái kết quả mà chúng ta thực hiện custom ở trong cái thằng selector với hai cái item như thế này. Ok. Rồi. Vậy thì bài hôm nay mình dừng ở đây thôi. Mình đã giới thiệu cho các bạn cách những cái cách phổ biến nhất mà chúng ta sử dụng custom ở trong cái file XML ở trong thư mục drawable. Thì cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình. Thì các bạn có thể theo dõi các cái video tiếp theo của mình qua cái loạt bài ở trên kênh YouTube của mình như thế này. Cảm ơn tất cả bạn. Mà hẹn gặp tất cả bạn trong cái video lần sau. Xin chào tất cả bạn.